Trong lịch sử, chúng có mặt trên hầu hết các khu vực châu Phi cận Sahara và mở rộng về phía đông đến Trung Đông và đến miền Trung Ấn Độ. Báo Gepa hiện phân bố chủ yếu trong các quần thể nhỏ manh mún ở trung tâm Iran, Nam, Đông và Tây Bắc của châu Phi. Vào năm 2016, số lượng báo Gepa toàn cầu được ước tính chỉ còn khoảng 7.100 cá thể trong tự nhiên. Nó được liệt kê là sẽ nguy cấp trong sách đỏ của IUCN. Trong quá khứ, báo Gepa được thuần hóa và huấn luyện để săn các loài động vật móng guốc. Chúng đã được miêu tả rộng rãi trong nghệ thuật, văn học, quảng cáo và hoạt hình. Nét đặc trưng hình dáng. Báo săn thuộc họ nhà mèo có đặc điểm là thân hình nhẹ, đầu tròn nhỏ, mõm ngắn, các vệt trên khuôn mặt giống như giọt nước mắt màu đen, ngực sâu, chân dài mỏng và đuôi dài. Báo săn có thân hình mảnh mai tương đồng với loài chó nên thích nghi cao với lối sống tốc độ, trái ngược hẳn với hình dáng mạnh mẽ của những loài khác trong Chimpanzee.